Quý vị thân mến, làn sóng lây nhiễm Covid-19 đã có xu hướng gia tăng tại một số nước châu Âu, khiến nỗ lực trở lại trạng thái bình thường của các quốc gia này thêm thách thức. Những ngày đầu năm 2022, Philippines ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao ở mức kỷ lục trong vòng 2 tháng qua. Tỷ lệ người dân dương tính với virus SARS-CoV-2 ở nước này hiện đã lên tới 14,8%, cao gần gấp 3 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, 5% để mở cửa nền kinh tế riêng tại thủ đô Manila ghi nhận hơn 3.000 ca buộc chính quyền thủ đô nước này phải nâng cấp độ cảnh báo dịch bệnh từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 và đóng cửa các lớp học trực tiếp để ngăn chặn đại lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang chứng kiến tốc độ lây lan dịch bệnh chóng mặt trở lại sau một thời gian tạm lắng. Theo số liệu của ngành y tế Ấn Độ, ngày 3 tháng 1. Ấn Độ đã ghi nhận hơn 33.000 ca nhiễm mới COVID-19. Ước tính với tốc độ lây lan như hiện nay thì số ca mới hàng ngày ở Ấn Độ có thể lên đến ngưỡng 36.000 ca vào tuần tới. Số ca nhiễm biến thể Omicron là 1.700 ca và biến thể này đã lan rộng trên 23 bang, trong đó Maharashtra là bang có nhiều ca nhiễm Omicron nhất với 510 ca. Tại Thái Lan, chính phủ nước này một lần nữa yêu cầu các cơ quan nhà nước và tư nhân cho phép nhân viên làm việc tại nhà ít nhất 14 ngày vì số ca nhiễm biến thể Omicron đang không ngừng gia tăng. Nước này đã ghi nhận khoảng 1.551 trường hợp nhiễm Omicron ở 47 trên 77 tỉnh thành, trong đó có 50% các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong bối cảnh các nước châu Á vừa thực hiện tái mở cửa, sự gia tăng trở lại các ca nhiễm COVID-19 có thể sẽ gây áp lực lên kế hoạch phục hồi kinh tế của nhiều quốc gia. Tuy vậy, với sự góp sức đắc lực từ vaccine, thuốc điều trị COVID-19 cùng kinh nghiệm ứng phó hiệu quả, nhiều nước châu Á đã có những chiến lược thích ứng linh hoạt để giảm thiểu rủi ro dịch bệnh đến sức khỏe của người dân, cũng như là nền kinh tế.